xưởng sản xuất máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào quý khách. Trước mắt quý khách đây là hai dòng máy sử dụng điện 110 xay giò chả xúc xích cho các khách hàng ở bên nước ngoài như là Mỹ, Nhật, Canada hoặc là Đài Loan. Thì cái máy bên cạnh đây xay tối đa có thể được là 1 cân 1 mẻ. Còn cái máy bên cạnh đây thì nó sẽ ra là 1 cân rưỡi 1 mẻ. Hiện tại cho cái dòng điện 110 này mình chỉ có hai loại thôi. Thế nên là mọi người chú ý kỹ. Cái điều quan trọng nhất là vấn đề vận chuyển, khi khách hàng mang đi thì mình cũng thông báo luôn là mình sẽ lắp ráp hoàn thiện như thế này và đóng trong một cái thùng xốp. Thì cái bên cạnh nhỏ này thì nó sẽ ra là thùng xốp 50-37-37 nhân với là 15kg ký gửi. Còn cái bên cạnh đây là 60-65-60-45-40 thì sẽ cho là 20 cân. Thế nên là mọi người đi sẽ cân nhắc về cái hành lý ký gửi của mình. Thì chi tiết hơn mọi người có thể tham khảo tại website của bên mình là maythucphamhoangquan.com hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại trên video. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.